trận đấu giữa câu lạc bộ Brentford và Sheffield Web trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 30 tháng 10 giờ Việt Nam. Màn so tài này được dự báo nghiêng hẳn về đội chủ nhà Brentford. Câu lạc bộ Brentford được chờ đợi sẽ giành vé đi tiếp trong cặp đấu này vì họ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà và có đẳng cấp vượt trội trước Sheffield Wednesday, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất. Brentford đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh và vượt trội về đẳng cấp lẫn chất lượng đội hình so với Sheffield Wednesday đội bóng thành London đang duy trì phong độ sân nhà ấn tượng thắng tới năm và chỉ hòa một lần ở 6 trận sân nhà đã đá mùa này. Với đội khách, Sheffield Wednesday họ không có phong độ tốt khi thắng có một lần, hòa một và thua một lần ở 3 trận đấu gần nhất, qua đó rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh. Lúc này, Sheffield Wednesday cần dồn toàn lực cho mục tiêu top 6 giải hạng nhất, vị trí được đá play-off thăng hạng. Với sự chênh lệch về chất lượng nhân sự và đẳng cấp giữa hai đội, sẽ không bất ngờ nếu Brentford vượt qua Sheffield để giành quyền đi tiếp. Sân vận động cộng đồng Gtech cuối tuần qua đã chứng kiến một trong những trận cầu kịch tính và hấp dẫn nhất, khi Brentford và Ipswich Town có một màn giật đuổi tỷ số ngoạn mục và kết cục chỉ có thể được định đoạt ở những giây thi đấu cuối cùng. Một chút bản lĩnh cộng may mắn đã giúp các cầu thủ Brentford có chiến thắng nghẹt thở, trong đó tiền đạo Brian Mbumo ấn định tỷ số 4-3 ở phút bù giờ thứ 6. Chiến thắng này giúp Brentford tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân nhà từ đầu mùa giải ở mọi đấu trường tham dự, ngoài 4 chiến thắng và một trận hòa tại ngoại hạng Anh đoàn quân huấn luyện viên Thomas Frank cũng tận dụng tốt ưu thế sân bãi để đánh bại đối thủ yếu Leighton Orient với tỷ số 2-1 ở vòng hai cúp liên đoàn Anh. Sau khi vượt qua Colchester United 1-0 ở vòng đầu tiên, tạm gác lại trận cầu kịch tính với Ipswich, Brentford sẽ tiếp tục bước vào vòng ba cúp liên đoàn Anh nơi họ lại được chơi trên sân nhà để tiếp đón đội bóng hạng nhất Anh, Sheffield Web. Cần nhấn mạnh rằng, kể từ mùa giải 2010-2011 tới nay, Brentford chưa bao giờ phải dừng bước ở vòng 16 đội cúp liên đoàn Anh và chắc chắn họ không muốn thành tích này chấm dứt. Bên phần sân đối diện, Sheffield Web có thể không có phong độ tốt nhất tại Championship, nhưng ở đấu trường Cúp Liên đoàn Anh, họ đang thể hiện ấn tượng khi toàn thắng cả vòng đấu dù phải làm khách tới sân của Hull City, Jim Town và Blackpool. Tuy nhiên, so với những cái tên kể trên, Brentford được đánh giá nhỉnh hơn hẳn về thực lực và nhiều khả năng cuộc phiêu lưu của đội khách sẽ dừng lại. Brentford vắng Christopher Azul Thiago, Aaron Hickey Gustavo Nunes, Josh Da Silva và Rico Henry do chấn thương. Trong khi đó, Sheffield Web cũng vắng Akin Femgu, Olaf Kobaki, Nathaniel Chaloba và Ben Hammer vì lý do tương tự. Ngoài ra, Pol Valentin nhận án treo giò. Mặc dù huấn luyện viên Thomas Frank có thể có một số điều chỉnh nhân sự để các trụ cột nghỉ ngơi, nhưng với đội hình hiện tại của Brentford cùng ưu thế được chơi trên sân nhà, họ vẫn đủ khả năng khiến các cầu thủ Sheffield web ôm hận ở màn so tài này. Vài tuần sau chiến thắng 5-3 trước cuộc, Brentford tiếp tục mang đến cho người hâm mộ trên sân Gtech một trận cầu mãn nhãn đội bóng của Thomas Frank đã dẫn trước Ipswich 3-1 và được chơi hơn người, nhưng họ lại để đối phương gỡ hòa 3-3. Phải đến những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Brian Mbumo tỏa sáng với bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà. Hàng thủ của Brentford rõ ràng mang đến nhiều sự lo lắng, nhưng trên hàng công Brian Mbumo đang có phong độ cao. Tiền đạo này đã ghi 8 bàn ở ngoại hạng Anh mùa này, anh chỉ xếp sau Erling Haaland trong danh sách vua phá lưới. Sau chiến thắng trước Ipswich, Brentford tiếp tục được chơi trên sân nhà. Lần này họ sẽ tiếp Sheffield Wednesday trong trận đấu ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Để có mặt ở vòng 4, Brentford đã đánh bại Leyton Orient với tỷ số 3-1 ở vòng 3. Kể từ mùa giải 2010-2011, Brentford chưa bao giờ phải dừng bước ở vòng 4 của cúp Liên đoàn Anh, mà thất bại đó đến trên chấm luân lưu trước Birmingham City. Đội sau đó đã vô địch, điểm báo đầy hứa hẹn cho Sheffield Wednesday nếu họ có thể gây bất ngờ. Trận đấu với Brentford là lần thứ tư liên tiếp Sheffield Wednesday làm khách tại cúp Liên đoàn Anh mùa này, nhưng cho đến nay, Họ chưa gặp vấn đề gì khi liên tục đánh bại Hull City, James Thao và Blackpool. Kể từ mùa giải 2015-2016, Sheffield Wednesday mới lại vượt qua được vòng 3 của giải đấu này, nơi hành trình của họ kết thúc dưới tay Stock City ở tứ kết. Sheffield Wednesday từng vô địch Cúp Liên đoàn Anh vào năm 1991, họ đánh bại MU trong trận chung kết. Ở trận đấu gần nhất đội bóng này đã đánh bại Portsmouth để vươn lên giữa bảng xếp hạng, bao gồm cả 3 chiến thắng tại Cúp Liên đoàn Anh. Sheffield Wednesday đã có 5 chiến thắng trên sân khách ấn tượng trong mùa giải này, nhưng lịch sử đối đầu không đứng về phía đội khách. Trên thực tế, Brentford đã giành chiến thắng trong cả 3 trận gần nhất với Sheffield Wednesday, đội khách không thắng được trên sân của Brentford kể từ năm 2015. Sheffield Wednesday chơi cực tốt trên sân khách ở mùa giải năm nay, chắc chắn họ sẽ mang đến những khó khăn cho đội chủ nhà, đội sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình tốt hơn, đội bóng của Thomas Frank đủ khả năng giải quyết trận đấu trong 90 phút.